Rồi em Gì Ca chào tất cả anh em nha. Tiếp tục chương trình của hôm nay thì sẽ là những em thùng. Đó, là máy thùng anh em ha. Đây là máy thùng, là máy pin anh em nha. Đó, và em cũng xin giới thiệu luôn. Thì máy pin bên em toàn bộ là em bán sát anh em nha. Nó bán sát luôn, không có bao sóng anh em nha. Chỉ là bao ship, không bao sóng. Đấy, em chỉ bao ship thôi, không bao sóng. Anh em lưu ý cái phần này nha. Tất cả toàn bộ các đơn hàng của bên em đưa ra toàn bộ 100%, toàn bộ là bao ship nhưng mà không bao sóng anh em nha. Riêng lô máy pin, máy các tay đồ là em không bao sóng anh em ha. Rồi cái này thì đấy, như một thùng này đó, ví dụ thùng anh em thấy chưa đó, thùng Makita giá của nó là 200k, em ghi phía sau. Và một lát nữa em sẽ đánh mỗi một thùng, nó sẽ có một cái mã số riêng của nó và một cái giá tiền nằm ở phía sau. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền của cái thùng mình ưng ý mình chọn. Rồi anh em gọi được trực tiếp vào số điện thoại bên dưới phần tiêu đề, em để hai số điện thoại bên dưới đó, rồi anh em gọi điện thoại vào đó, em sẽ chốt hàng cho anh em. Khi chốt xong anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn 100k. Những cái thùng nào mà 100 hoặc là 150 thì anh em vui lòng cọc đủ giùm em luôn cũng được anh em nha. Đó, tại vì bây giờ nó cái số tiền nó quá ít anh em ha. Đó. Rồi. Rồi còn anh em mà không có, nói chung là chưa đủ cái độ tin tưởng mà để mà cọc tiền vào cái cửa hàng bên em thì anh em cứ theo dõi. À, từ từ anh em theo dõi em cái cách em buôn bán như thế nào. Rồi sau đó là anh em mình hợp tác làm ăn anh em ha. Đấy. Đây là hàng thùng. Anh em lưu ý là thùng pin em bán sát anh em nha, mỗi một thùng nó sẽ có một cái giá tiền của nó. Rồi bây giờ em sẽ quay thùng từng thùng một. Đi ra đây quay chỉnh cam luôn, nó hấp dẫn. Chỉnh cam à. Rồi thùng đầu tiên là con boss 24V. Không máy lại vỏ bên anh em ạ. À. Biết tháo sao luôn. Đấy. Không máy lại vỏ bên một sạc. Hai chức năng boss đời sơi 24V. Tay nắm đầy đủ, nói chung là bao đủ đồ cho anh em nha. Còn nào thiếu em sẽ nói thiếu cho. Đây sơi 24V. Rồi đầy đủ. Rồi một máy, một pin, một sạc và một thùng của nó đây là mã 31. Giá của nó là 700k, em bao ship anh em nha. Em đi coi camera thử. Rồi ok. Rồi hai cái tay này, rồi ok luôn. Để tục cái em. Mã 31 700. Rồi mã 32 700k luôn. Đấy, cũng y như con kia anh em nha. Khác gì đâu. Hai con y nhau. Hai con y như nhau, đủ đồ anh em ơi. Rồi mã 32 700k, cũng là boss Deser 24V luôn. Đó, mã 32 700 luôn. Rồi này 33 200k anh em nha. Con này là của Ryobi 7V2, một máy, một pin, một sạc và một cái thùng. Thiếu mãi luôn cây tô vít luôn anh em nha. Đầu kẹp. Con đúa. Được. Đóng ten. Rồi gãy một chân đóng ten, gãy luôn anh em nha, một chân là này. Rồi. Em gỡ ra phát gãy một chân luôn. Xé ra miếng dây nha. Gãy một chân rồi anh em nha. Cái mới vừa gỡ ra phát gãy một chân luôn. Chị ơi.
Rồi 33 150k anh em nha, mã 33 150 luôn. Này 34. Đi đâu rồi? Rồi con này hàng của Ethipman anh em nha. Ngoại hình nó còn rất là mới luôn. Này rất là mới. Hàng Ethipman. Con này 14 con tư anh em nha. 14 con tư. Đấy, 14 con tư, hàng còn rất ok, rất mới luôn. Thân máy lại trở bình. Thì nãy nhìn lộn tưởng nó 12V nhá. 31 nha, mã đầu tiên 31 á. Rồi, mã 34 300k luôn. Con này 14V4 của Ethipman anh em nha. Rồi 35, hai thùng dưới 700, hai thùng đầu tiên á. Mã 35 200k, con này của Makita 9V6. Một con là Makita 9V6, một máy, một pin, một sạc. Rồi 200k là bao ship anh em nha, không bao sóng đâu anh em ha. Một thùng này 200k, bao ship không bao sóng anh em nha. Rồi mã 35 200. Rồi con này 36 cũng 200 luôn. Con này của Hitachi, đầu kẹp 10 ly 7V2. Đầu cổ ra vô ok luôn. Rồi mã 36 200 luôn. Rồi con này 37 350 anh em nha. Rồi con này là của Nati EZ6501. Nati EZ6501 có đèn báo bên, bên có đèn báo anh em nha, nhưng bên chết rồi. Đó. Rồi, đầy đủ. Đầu quay. Rồi con này mã 37 350 luôn. Còn một tay anh em nha, này nó còn một tay. Rồi con này 38 350 luôn. Con này cũng Nati, hàng EZT603. Này cũng ok nè, ngoại hình còn mới anh em nhá. Ma đinh gia băng luôn. EZT603. Chiều còn luôn đó nữa. Mai đã sốt là bà. Mã 38 350 luôn. Rồi mã con này 39 250k, con này hàng CX12. Rồi CX12 anh em nhé. Rồi CX12, con này mã 39 250 luôn. Rồi con này 40 mặt 150k anh em nha. Mã 40 thùng bóp mớp giờ gò lại anh em không. Đó. Súng AK đây anh em nha. Đó. Bán cái thùng 100.000 với lại con máy nó là 150 bao ship anh em không. Này có giả bình nè, có đầu mở nè, vít nè, đầy đủ anh em nha. Rồi 40. Mã 40 150k luôn. Rồi con này 41 250 luôn. Con này hàng của Ethipman luôn. Đó, chính xác. Con này hàng Ethipman. Rồi thân máy vỏ bình như trên video. Video sau là gửi về dạy anh em nhé. Mã 41 250k luôn. Mã 41. Con này bị mất tay hết rồi anh em nha. Đó, mất cái tay ấy rồi. Mã 41 250 luôn.
Rồi con này mã 42. Sơi đít 12. Sơi đít 12. Rồi mã 42, con này 250 luôn, một thùng luôn. Rồi, bộ mã 42 250k luôn. Rồi mã 43 250 luôn. Alo em nghe anh ơi. À, để em chuyển khoản lại cho anh. Dạ. Rồi cái này thì 9.6. 9.6 của máy khôn của Makita. Rồi mã 43 200k luôn em nha. Một thùng. Rồi con này mã 44 350 luôn. Con này EZ6403. Rồi EZ6403 đầu cổ radio bình thường, cái đầu cục rơi hết, chóc cao su thôi anh em nha. Đây, chóc vàng cao su. Rồi. Mất thùng mất nắp rồi. EZ6403 con này mã 44 350 luôn. Rồi con này mã 45 200k luôn em nha. Mã 45 200 luôn. Con này nó dính sơn hơi xấu thôi anh em ơi. À. Hàng của Đài Loan. Đấy. Dính sơn hơi xấu thôi. Dạ bên ha. Giờ chỉnh lại cái nút này trong đây anh em nha. Đó, nút này nó còn sáng rực nè. Cò vớt bình thường. Rồi. Mã 45 200k thùng này anh em ơi. Rồi này 46 200k luôn. 46 200. Con này 9.6 luôn của Makita. 9.6 anh em nha, được mỗi cái thùng đẹp thôi, được cái gì hết á. Đây là cắt luôn. Rồi chín mã 46 200k thùng này luôn. Rồi cái này 47 300k luôn. Này 12V. Màn hình nó hơi cũ anh em nha. Giờ vừa xin lại nha. Rồi mã 47 300k luôn. Rồi con này mã 48 350 anh em nha. Con này nhìn ok hơn nhiều, là chóc cao su thôi, nhìn nhẹ nhàng anh em nha. Đầu cổ ok. Vỏ bình mới luôn. Sạc nó cũng mới luôn. Chỉ có cái thân máy là chóc cao su thôi. Đầu gà đuôi chuột. Rồi mã 48 350 luôn. Con này mã 49 500k anh em nha. Rồi con này là con 14.4 của Hitachi. Đầu cổ ra vô được nè anh em nha. Giờ rất là bụi. Rồi con này là con Hitachi 14.4, rồi một thùng tay nắm đầy đủ luôn. Rồi mã 49 500k luôn. Đây mã 50 200 anh em nha. Rồi con này. V6 anh em ạ. Con này 9.6 của Hitachi. 9.6.
có hai mũi nữa. Rồi mã 50 200k luôn. Rồi này mã 51 350 luôn. Đầu con này ok nè, nhìn sáng nè. À, gỡ cái vít gỡ ra anh em nha. Đó. Đầu nhìn ok, ngoại hình ok luôn. À, gỡ cái vít gỡ ra nè. Rồi bóp vô tư hết anh em nha. Rồi mã 51 giá là 350 luôn. Rồi 52 200k luôn. Rồi con này chín quân sáu. Rồi đầu cổ ra vô bình thường nhẹ nhàng luôn. 9 quân 6. Rồi mã 52 200 luôn. Rồi 53 300 luôn. Này là 12V 6913. 6913 10 của 12V anh em nha. Rồi một thùng. Giờ vệ sinh lại anh em ơi, cò bóp vô tư nè. Rồi mã 53 300k. Em nhắc lại là hàng bên em toàn bộ bao ship không bao sóng anh em nha. Rồi 54 2 300k luôn. EZT 108. Hàng Ma Đình Gia Băng anh em nha. EZT 108. Ra vô bình thường luôn. Kem chày. Lắc lắc. Rồi mã 54 300 luôn. Rồi con này mã 55 400k. Em nghe nào. À. Ủa nó chưa điện nha anh à. 9m6 hả? Từ từ để em ngồi tại tí xíu 10 phút mà khoảng nửa tiếng em quay video xong gọi lại cho. Cái gì? Rồi sóc cây đinh F5 anh em nha. Cái loại này em cũng bán mù luôn anh em ha. Hàng của Kametsu. Rồi F5. Như ở đây nó có cái gì nữa sao á, cái lỗ đây. Rồi. Nguyên viên. Rồi mã 55 400k thùng này luôn em ơi. Rồi con này mã 56 350k luôn. Con này EZ6501. V 12. Rồi thùng này mã 56 350 luôn. Rồi hôm nay mã 57 200k luôn anh em nha. Rồi. Này pin này pin 12V này em không biết nó là bao nhiêu volt luôn anh em ơi. Như máy loại này chị hình như chỉ với 9V 6 thôi sao á. Đó. Bởi những pin 12V to luôn. Chả biết được. Ngoại hình cũng xấu lắm anh em ơi. Rồi, như hình 200k bao ship anh em ơi. Mã 57 200. Rồi mã 58 thùng này 450 anh em nha. Đây. Nãy giờ mấy cái thùng kia là chỉ có 350 thôi, còn con này 450 anh em là
ngoại hình nó rất ok luôn anh em nha. Đây, pin bọng đầu cổ không chảy xước bao nhiêu hết, tem mạc còn đầy đủ, chỉ chóc miếng cao su đây giờ dán lại nè anh em nha. Đó, chân của nó đây. Rồi, mã 58 450 thùng này luôn. Rồi 59 300. Con này 69 13. Đó, 69 13 đời. Một máy một pin, một sạc. 69 13 đời anh em nha. Một máy một pin một sạc. Rồi mã 59 300 luôn. Rồi con này 60 400. Con này 69 14. Một máy hai pin, một sạc, một thùng. Đấy là cổ cam không? Rồi mã 60 400k anh em nha. Rồi 61 200. Rồi con này của thằng Evandu của Đài Loan xuất Nhật anh em nha. Hàng Đài Loan chứ không phải là hàng sản xuất tại Gia Văn đâu. Chân pin rất dài. Rồi. 61 200k luôn. Rồi 62 150 luôn anh em ạ. Con này đầu kẹp 10 ly. Cái đầu nó chóc chóc như thế này. Rồi, pin đầy đủ. Rồi một thùng, mã 62 150 luôn. Lấy gì nghe vậy? Rồi 63 300k luôn. Con này 12V của Hitachi, đầu kẹp 13 ly. Đầu to anh em nha. Này đầu to. Loại này có điều tốc. Rồi mã 63 300k luôn. Rồi 64 250k 300. Con này thân dài lắm em nha. Anh em nha, bên dài hàng của Evandu. Đó. Nãy con còn. Rồi mã 64 250 luôn. 12V anh em ơi. Rồi con này mã 65 250 luôn. Cái thùng rõ đẹp mấy bao xấu luôn anh em ơi. Đó. 12V Hitachi. Rồi 250k một thùng này. Mã 65 250. Rồi con này 66 150k luôn. Là bao nhiêu đây? Một máy hai pin, một sạc. Này nó có máy vôn này. Máy vôn cũng biết luôn. Mất tiền rồi. Rồi, nghiên cứu anh em ơi. 150 bao ship nha. Đó. 66 150. Rồi này 67 150 luôn. Đấy, con này 7V 2 còn mới chóc luôn em nha. Đây còn cái đầu của nó là chưa xài luôn. Rồi. Mất phụ kiện hết rồi. Em có cái đầu đó nè. Này cái tay em nó dơ cầm lên nè. 7V 2. Rồi, 67 150 luôn em nha. Rồi 68 350 luôn. Rồi con này là con Hitachi 12V.
Hitachi 12V và cũng là con cuối cùng luôn. Rồi mã 68. Mất nắp rồi nè, mất cái tay rồi nè. 300k rồi, cũng là cái mã cuối cùng của video này. Đó, còn nó cái đóng máy mình gãy này mà nãy em quên em soạn cân ký cho anh em luôn rồi, để lô sau anh em nha. Đó, đóng bình gãy này với lại đơn này bên kia vẫn còn, nói chung còn nhiều lắm, từ từ lô sau cũng được. Và chiều nay em lên, tối nay em lên mấy đục anh em nha. Đây, nãy giờ em cũng soạn được ít mớ mấy đục á. Rồi, chiều thì em sẽ lên mấy đục cho anh em tiếp. Rồi, em xin cảm ơn tất cả anh em ơi. Chào tạm biệt anh em ha.